Dẫn đi tôi tưởng đúng không? Ở đâu? Ở siêu thị. Siêu thị nào? Nhà sách. Nhà sách nào? Nhà sách. Con có thích mua mấy cái tô tượng? Con mua tô tượng công chúa. Công chúa mà mấy cái tượng? Sáu tượng. Sáu tượng mà sao giờ bốn ngón? Dạ. Giờ cái gì vậy? Hai tượng. Hai tượng sao giờ ba ngón? Sáu tượng. Hai tượng. Hai tượng giờ giờ nè. Con rồi có mua màu không? À, khỏi mua màu đi mua tượng không thôi. Bây giờ mua tô tượng là mua màu cho con tô đúng không? Mua một tượng công chúa với tượng gì nữa? Tượng tượng bạch tuyết với lại Elsa. Chúa bạch tuyết Elsa. À, mua xong là tô luôn đúng không? Tô luôn hay là đem về nhà mới tô? Mình về nhà tô. Nhưng mà bây giờ người ta hết bán rồi. Con. Sao con biết? Tại ngủ lẹ. Bây giờ kẹt xe sao đi được? Kẹt xe sao đi? Mà hết kẹt xe mới đi được chứ. Ấy da. Wow. 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 Trời ơi lắc hư cái cổ bây giờ. Mua ở đâu? Mua trong siêu thị nào? Mua trong siêu thị nhà sách. Siêu thị nhà sách ở đâu? Con có tiền không mà mua? Con có tiền không? Mua này. Mà con có tiền không? Mua này. Có tiền không mà đã mua? Không có tiền sao mua? Bây giờ con hung ba cái này tới bà chở đi mua. Không chị. Chứ sao? Muốn mua hung ba đây rồi mà mua. Trời ơi hung. Hung vậy không mua, hung nhiều lên hung. Hung mạnh lên. Lái xe đi con. Trời ơi thì mũi này má của ba kìa. Đâu con. Rồi tới bà chở con đi mua. Đây, má ai mới hít mũi vô. Nghe đi thì mũi đây rồi qua nói chuyện. Đi thì mũi đây rồi qua nói chuyện. Mua liền. Ai chở con đi? Ba. Ba đang quay phim làm sao ba chở? Chứ mẹ chở đi đi. Ba. Tự nhiên khóc lại, cho khóc lại xấu nè nè nè. Cái gì? Thì mũi quay tùm lum lên. Tại con em bé khóc kìa. Em bé leo leo đó, em bé leo leo. Em bé leo leo, em bé leo bé sữa đó.